Anh em bây giờ bắt đầu bắt cá nha các bác nhá. Bắt cá để tối nay tiếp anh Hải Sapa TV. Đấy. Với anh Phạm Dũng nhá. Bây giờ anh Hải về cùng các anh đang đi vào trong đán dầu rồi. Hôm nay là đại đoàn kết ở trong thôn đán dầu. Anh Đào hôm nay còn nhiều người giúp không? Làm xong rồi à? Làm xong công trình rồi à? Bắt cá. Cá to. Cá to. Khuôn đã điều nói cá của anh. Rồi rồi, thôi phát không phát nhiều nữa. Chỉnh chiêu luôn. Chỉnh chiêu. Biết mang quần áo là yên tâm đi, tối thay. Ấy, bắt thủy quái. Ký hiệu thôi. Điếc này phải dùng ký hiệu. Khăn đây, khăn nào cứ đi. Vô đấy cơ. Núi, núi. Bùn à. Đẹp ba. Đây. Cắm, cắm nó xong. Mây, 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 mây ra. Ê, ê. À. Để tí em xuống giúp đâu. Em mà không mang ấy. Ba người chắc được rồi nhỉ? Lần trước hai người còn làm được mà. Đấy đấy, nhảy ở mâm chưa? Ôi dồi ôi. Thế bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy đấy đấy. Ôi. Nhảy âm âm kiểu gì chẳng được chục con. Cá này rất là nhanh nha các bạn nha. Đây nhà anh Giá đây này các bác này. Anh Giá mà lúc ấy vừa cắt tóc cho em Điếc ấy. Đấy, nhà anh ở đây. Nhà xám rất là đẹp. Gần chỗ ruộng đây. Ôi. Anh Báo sang đây chơi à? Anh Báo với anh Giá đi giúp nhau làm cái gì ấy? Mày cho anh Giá mà đi, nhưng mà ổ phía kia. Đây mà đi ngay, chỗ mày cứ về đây. Dế bắt rồi mà. Cứ về đảo mấy vòng cá nó hoa mắt chóng mặt thì bắt đầu mới bắt. Ôi anh á. Đây đấy đấy, em mâm đây. Đang anh em đang đi bắt con to nha các bác nhá. Con rơi phải gần 4-5 cân như lần trước ấy. Đấy, cái đợt anh Kiên ở Hà Nội lên thì ước sang bắt đây. Má mở đây má. Tao má mở đây à? Giờ đẩy cái. Đấy. Đấy. Khoan cái đường á. Nè. Thôi. Yeah.
biết. Mới biết là phải phải chúng tôi mới có cả những cái đồi sao vậy chứ? Bài mình đó, bài. Ủa sao bệnh hết rạ bắn rạ cắm gì cô khởi ra bắn nó khởi đó nhảy em bơm lên đấy đấy được rồi dìm xuống dìm xuống ui ui nhanh say say à say say thấy phụ xã ô cái bạn gì đi vậy vậy ốc mẹ ui dây 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 ui vẫn nhanh dây lùm 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 không ơi. Được, cứ bắt đó. Túi, cái túi. Có lo, túi này, túi gì này, túi giống, túi giúp bên này với chứ, cãi, đúng là. Ơi! Em biết này lần đầu tiên chắc bắt cá ao rồi. Ướp được phẩm không? Để khám phát luôn đi. Đấy, bắt được. Đúng rồi, đúng rồi. Ba con rồi các bạn. Đây đây, anh ơi. Ô, mì chân không? Phải ốp rồi. Ốp rồi, ốp rồi. Ra rồi, ra rồi, sống rồi. Cầm nhá, cầm nhá. Cầm chắc nhá. Cầm chắc. Một tủ. Tí bắt con to nữa. Con khủng nhất đi. Con khoảng độ 6 cân là ok rồi. Cá này nó nhảy ác lắm các bạn. Dìm 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 dìm. Được chưa? Đấy, con lấy 5 cân rồi. Chốt con này ờ, chốt luôn. Càng to càng sướng. Bắt đi. Kẹt gan luôn. Cầm, cầm cẩn thận nhá. Được 5 con rồi các bạn. Dạ. Bỏ. Em mang đồ về uống mà lại sao mẹ ăn. Ấu là chứ mẹ ăn chứ à. Thử khai phá bố. Dạ lấy thử. Đấy. Đấy, con to. Con to này. Ui, cẩn thận nha. Chạy lên chín. Chín nữa. Chín nữa nó sao ra chín. Ở đây mưa không? Được 4 con to rồi nhỉ? 3 hay 4 con to nhỉ? Mấy? Con kia lấy đi thả. À thả áo trên à? Rồi ok nha, bắt được cá nha các bác nha. Được 3 con khủng rồi. Nặng lắm. Biết ngày hôm nay cười sảng khoái, sướng. Cũng lông thông mau để tuông. Dép, 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 dép quá đây. Đây, dép. Đi,
phên đang chuẩn bị đây, anh em chuẩn bị xong hết rồi. Đấy, bây giờ lấy mấy con to kia thôi, con bé thì thả ra ao này. Đây đỏ đây các bác này. Đấy. Đấy, hơn chục cân rồi. Cân nốt cả con này nhỉ. Đeo đằng nào nó cũng thế. Đây nha, các bác nha, bây giờ đi chế biến đây. Anh Hải với anh Thắng chắc là đang xuống rồi. Vừa đấy gọi rồi. Đâu ơi, tí là xuống giúp làm món gỏi luôn nhá. Anh em đang chế biến nhá. Đấy. Một con dê, ba con cá. Bạn Đông vào công việc món chính thôi. Chế biến món gỏi. Gỏi cá thần. Dê xào. Còn nghĩa là hấp nha các bạn nhé. Mỡ đâu nhỉ, đây không? Đây. Đây có cái muôi múc mà chuyện. Đâu? Có muôi ở trong luôn đấy. Chả biết có phải không, mày mở ra xem nào. Mở ra xem có đúng không. Thế không phải rồi. Là đấy, cá nướng nha các bác nha. Dê nướng tảng. Tối nay tiếp mà đoàn của anh Hải. Đây đầu đuôi cá đây. Đây nấu canh chua. Đây món gỏi nha các bác nha. Còn đây là món tạp dê. Đang thiếu xả các bạn. Nên mình cứ ra vườn của ông anh lấy đây. Có bờ ao đây. Đội anh Thắng, anh Hải đang đi ra cánh đồng để chơi hết rồi. Đi ra theo bên này. Bà con đang thu lúa nếp nhá. Bên kia. Tiết canh đánh xong rồi các bạn nhá. Đặt chót luôn. Tiết canh dê. Vị sang nào? Thì dê nướng. Dê nướng tảng. Khách này, biết chuẩn mình.
Ở cái nhà sắp đổ rồi khổ. Em xin với chú Hải xuống đến đây rồi nha các bác nha. Trên đây có mương xin. Trên đây có mương. Ở trên lán của em. Ở trên Yên Minh ấy. Trên Yên Minh này không mưa chứ. Thế à? May đấy nhờ. Vớt của mình. Thế sáng đây là lá của em thì lại mưa. Thế tối với chú Hải là lên lán à? 200m nhưng mà có thể đu, kéo xe cải tiến được. May không mưa nè. Sáng nay ở lán của em thì lại mưa to. Chắc lấy được dê cho anh được. Đây đợi tí, đợi anh Hải với mấy anh Dũng với anh Hải Sapa nhỉ. Cháu đang làm với anh Hải Sapa đây chú ơi. Với bạn anh Hải lên chơi. Không kịp được. Bốn mâm các bạn. Rồi đây là em Tây TV các bạn nhá. Nay đầu tư lớn đấy. Mời các anh hàng mấy con dê. Để mấy con cá nữa. Thế thôi bây giờ anh em mình ra đây nhỉ. 39 ẩn nấp thôi. Ok. Giữ nguyên đội hình này là ngồi một mâm luôn đấy. Bên kia. Bên góc thôi. Vâng. Anh Thắng ra sang bên này đi. Bên bên này đi. Anh em bắt đầu ngồi nhá. Xin mời các bác nhá. Hôm nay đông vui quá. Em mới. Muốn này em không? Anh em mới dùng nhá. Đây là bố Hải, anh Thắng đang ở bên kia tí sang giao lưu sau. Anh này đang giả là cái nướng được cặp. Em kiếm em dưới anh sai. Ăn tỉa đây các bạn. Cái gì? À, nó ấm tưởng cây đấy lắm đấy à, hầu như là người nùng với người à, đúng đúng cành đắng của dê đúng ok ok mong rồi. Ok, cánh đánh ngủ dê. Ba. À. Nồi cũng chuẩn lên lên về tắt tắt nhiều đâu cho đi. Tha đi, anh em ăn uống thoải mái đi. Em đi suốt mà. Đấy, lúc đấy Nhước đang định sang giao lưu. Cùng anh Hải với anh Phạm Dũng ấy. Hôm nay sang nhà Ước. Chị Phan Diếm này, các bác biết rồi. Còn chưa kịp sang bên đấy giao lưu thì các anh chị đấy là có công việc là phải về luôn. Đấy. Anh em đang ngồi đây. Anh Thắng cũng đi về rồi. Lúc đấy là không kịp quay đấy các bạn. Đang ngồi đây tiếp anh em thì đang sang bên đấy thì các anh chị bảo là về có việc gấp. Suốt em không bỏ được đâu. Đây là cú nhịp co, là co nhịp cú. Có ngủ đây. Ngủ đây. Em yêu cái này chứ. Em hay nhất đi nhắn lại. Bà bà nhá, bà bà anh sai và tối ngủ đây nhá. Anh em ngủ đây ấy. Giao lưu thoải mái đi. Tài. Vui lắm các bạn. Anh em cũng sang giao lưu được cùng với anh Hải với anh Thắng. Được mấy ly thôi. Bỏ là người yêu thứ mấy thứ ba rồi. Không biết được cái này không bỏ được đâu. Vâng, có thể bỏ được cả chú cậu chú còn cậu ấy cậu của anh nhưng mà là em gọi bằng chú. Cậu viết. Vâng. Em cảm ơn anh để em biết được anh em ở chữ viết tôn à. Đây. Cậu của anh. Viết anh biết đâu mà anh biết đâu mà. Bây giờ mới biết tên. Em đến gặp được mấy anh. Em đến gặp được mấy anh ở tôn tôn Hà Tân. Anh sai. Anh trai nữa. Sai. Trai nữa là anh number sai. Sao mà sai nhỉ?
Nhưng mà heo nó là heo đấy đó mà heo là ghét à đâu ok để cái này đục kéo này. Anh Hương xuống làm anh xuống ngồi cùng anh đi đâu ấy không không điều thông điều chưa thông ba anh em bây giờ ngồi với nhau nha các bạn nhá để mình biết đây là anh vẫn đang bật có gì đồ máy sản xuất nha vẫn công tác ở anh đi lên hôm nào mới ra đây chị cổng chợ cả cổng kính cổng mây nhà em chơi nhà em đâu nhà em ngay cách đây khoảng tầm 100 mét cấm ở trên sân đây cả được quên biết anh em đến anh em lúc hai lúc cũng lên lúc trước trên này nướng gà hai lần rồi dạ lúc trước lúc vâng lúc mới vào lúc trước này ba mấy lúc hát rồi à cá bốc cửa năng anh nói mà thấy lăng thế nào thì nó bị mất con rồi. Đấy rồi. Em mời anh mà do thế nào rồi. Bảo bỏ cổ hết đi. Bỏ ba cầu. Anh em do tình nghĩa mà do tình đấy. Do tình nghĩa mà trong do tình nghĩa mà có cái người sống. Đó mời nha. Do tình nghĩa. Hiểu ông mẹ quên lại hai ông mẹ với ông mẹ biết rồi. Hiểu lùi nè. Đố anh Nghĩa vào trong anh chơi được với bao này. Bao này cần chơi tứ thượng hình rồi các bạn. Bao khúc mơ đủ mơ mượt. Mời. Như bố khúc bông. Phải nhiên khủ lắm như bố khúc bông. Trên 10 ta không trên 9 nha. Bình tĩnh nè. Là nó chết ở lúc 50 lẩu luôn. Dạ. Có mà mai để em hôm nay để em đi lùi lại lên đi nhá. Vâng. Cứ mắt đi. Ơi. Áo, cái áo đi cần luôn mới chắc.